Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách chỉnh màu trong sáng cho ảnh tin xóa phong như thế này. Thì bây giờ các bạn trẻ chụp thể loại tin xóa phong rất là nhiều và đôi khi gặp khó khăn trong cái cách chỉnh màu. Thì hôm nay mình làm cái video này để cho các anh em nào à các bạn nào mà đang gặp khó khăn cái này hiểu thêm một chút à, về cái cách chỉnh như thế nào cho bức ảnh nó sáng đều à, đẹp à, mình mong muốn thì hôm nay mình à, nghĩ ra một cái cách mình à, chia sẻ cho anh em à, cái bước chỉnh nó nhẹ, nhẹ nhàng hơn và nó dễ hơn để cho anh em hiểu từng bước một nắm vững cái này đi đã sau đó anh em mà theo dõi video khác anh em có thể biết thêm à, vì sao nó lại như vậy vì sao lại như kia thì mình đã chỉnh tấm hình này lên này đây đây các anh em coi đi thì với cái hình này mình chỉnh xong mình sẽ share cái tóc này cho anh em luôn và anh em coi ở đây anh em anh em thích cái màu này thì anh em tải cái ảnh gốc mà phải ro vào cái file mà mình đã chỉnh rồi về à, xem anh em cảm thấy thích thì coi tiếp cái video và nên à, coi hết cái video này và anh em có yêu thích video thì share cho mình và comment dưới video cho mình thôi chứ không có gì hết cho nên à, hôm nay mình à, nghĩ cái cách ra thì mình share cho em nhưng mà trong cái video này mình sẽ nói thêm một chút ngoài luồng về cái cách chụp mà một chút cho anh em luôn thì với những bức ảnh này có những số anh em bảo là khi anh em chụp nét nhưng mà bỏ à, bỏ vào lại làm, làm rồi đăng lên facebook nó không nét thì mình cân nhắc như thế này với một tấm ảnh các bạn à, chụp đẹp thì các bạn bè ra nó cũng nhanh và đẹp và đăng lên Facebook nó cũng là đẹp luôn còn nếu mà bức ảnh các bạn chụp nó chưa đầy đủ chi tiết hoặc là nó bị thiếu một cái gì đó nó chưa gọi là hoàn hảo thì anh em chỉnh nó lâu và anh em sẽ đăng lên Facebook nó không được chắc chắn thì với cái ảnh như thế này à, chụp chân dung tin xóa phong thì thường thường là các anh em xài ống kính fit không à xài tâm năm hay là 35 hay là 50 gì đó không toàn là xóa phong thì bức ảnh của mình những cái chi tiết ở trên cái áo người như vậy nó không bằng những cái ảnh mà mình chụp vào khẩu lớn khẩu là từ 8 trở lên hoặc là 7 năm gì đó nó sẽ rất là chi tiết còn mình chụp ảnh này thì chính là vì mình cần cái về mình chỉnh cần cái màu nhẹ nhàng như vậy thôi nó trong sáng như vậy là mình đủ rồi cho nên anh em cân nhắc cái ảnh gốc thì anh em có ảnh gốc bên này nè mình chụp này đó thì anh em muốn biết à, mình chụp khẩu bao nhiêu, à, tốc độ bao nhiêu, iso bao nhiêu thì anh em cứ tải ảnh này về rồi anh em à, à, kiểm tra cái file của nó thôi, anh em sẽ hiểu thì mình không nói thêm phần đó. Rồi bây giờ mình để reset lại cái quay phần này, tấm này cho anh em coi ha. Thì à, mình khi anh em đầu tiên khi mình chỉnh bớt bức, bức ảnh, anh em cứ để nhỏ như vậy thôi. À, khi mình chỉnh da thì anh em mùng lớn lên, còn khi chỉnh màu thì anh em cứ để bức ảnh nhỏ như thế này là anh em chỉnh đủ, đủ rồi thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ với anh em những cái kênh ở trên này và những cái kênh ở dưới này nó như thế nào thôi anh em đừng có không cần phải chỉnh nhiều ở cái chỗ mà Google này nữa tại vì cái Google này nó khó chỉnh với những thể loại hình ảnh mà anh em chụp tốt như thế này, này. chỉ cần chụp tốt là về là làm ra nhanh thôi rồi cái bước đầu tiên mình chụp bức ảnh này thì mình đã nhớ nó là mình chụp chế độ standard và mình để là B1M1 thì bây giờ mình chuyển standard qua mày coi đây. Khi uh, mình chuyển qua tanda thì ảnh nó sẽ tối xuống những cái vùng chi tiết này nó nổi lên, đen này nó nổi bật lên, nó là ảnh tương phản lên. Và cái da nó nghiêng về vàng hơn. Anh em coi lại nha. Đó cái nó bật bật độc độc hơn nó không có trong. À, ở đây mình chỉnh là tanda như là mình đã chụp trong máy mình để chế độ tanda mà chụp. Rồi, mình đã chuyển cái này xong mình để vậy đi. Sau đó mình sẽ đẩy cái vùng sáng lên. Để cái vùng sáng anh em đợi mình xuống nha. đẩy cái vùng sáng lên này. ở đây khi mình đẩy lên, đây, thì với ảnh trong sáng thế này thì uh, buộc lòng mình phải đẩy uh, cái vùng sáng này lên mạnh. mình đẩy lên mạnh để cho bức ảnh nó sáng lên. thì khi nó sáng lên như vậy thì sẽ có một số chi tiết ở trên bức ảnh nó sẽ bị cháy. anh em để mình xuống nha. Đây thì nó cháy là cái ở cái vùng này. Thì anh em coi lại một chút này Trên bức ảnh này, ở vùng này ở đây là sáng nhất, còn cái vùng mặt nó chưa được sáng. Mình đẩy lên thì vùng mặt nó vừa thì chắc chắn cái vùng áo nó sẽ bị cháy. Rồi. Thì khi anh em đẩy vùng cháy như vậy thì bây giờ ý của mình muốn chỉnh cái vùng cháy này xuống chỗ này nè. Xuống thì anh em kéo vùng highlight này xuống nè. Đây. Rồi khi anh em cũng phải là này xuống thì cái áo nó chi tiết lại. Rồi ở trên vùng white màu trắng mình cũng kéo xuống luôn. Rồi mình đã kéo hai cái vùng sáng này xuống rồi. Khi mình đẩy vùng tổng thể Apple Shure này sáng này hết rồi thì ảnh nó đã à, tất cả trên cái ảnh này đều sáng hết, tất cả màu màu nào cũng sáng chứ á. Còn bây giờ mình chỉnh là từng vùng. Cái vùng nào mình cần tối, vùng nào mình cần sáng thì ảnh như thế này các bạn nhìn vào ảnh các bạn thấy nó sáng chỗ nào thì các bạn hiểu được cái cách này bây giờ ở đây sáng là vùng highlight vùng đây vùng quay là màu trắng như thế này cũng gần như ở đây luôn màu trắng ở đây rồi bây giờ còn cái da mặt là mình thấy ok rồi mình mới chỉnh có hai bước là da mặt đã ok rồi cái màu mặt nó đã trong sáng rồi bây giờ còn lại mình muốn cái vùng shadow này nó tối cho một chút để cho ảnh nó, nó tương phản mình sẽ kéo shadow này xuống rồi ở đây mình kéo tầm 12 mình thấy ok rồi sau đó mình sẽ kéo xuống cái vùng ở dưới này mình khoan làm cái vùng gắt này mình kéo xuống dưới này thì mình muốn cái da nó mượt cái màu sắc trên hình nó mượt cho nên mình kéo ở dưới này thì à, sáng nay mình chia sẻ cho anh em coi ở chỗ này nó có kênh huê và dưới này nó có cái chữ là saturation ở trên này nó cũng có cũng có luôn anh em hiểu được cái hai này thì thường thường ví dụ như mình muốn làm được cái màu đỏ lên thì mình kéo ra nó trực lên đó màu đỏ lên. thì nó ảnh lên môi đỏ nhưng màu đỏ như này ảnh hưởng Bây giờ mình có được cái hàng như này đi. À, thì nó khác hoàn toàn. À, thì à, cái rực như này là mình muốn làm màu da và màu cái bức ảnh nó mượt, nó một toàn bộ bức ảnh này này Cho nên mình sẽ sử dụng cái này trước khi mà mình muốn chỉnh da. Chứ mình không phải muốn chỉnh màu đỏ cho cái này. Mình muốn chỉnh cái, cái da mặt đây này. Thì ở đây mình sẽ kéo màu đỏ này mình trừ xuống. Trừ xuống, mình giảm màu đỏ. Mình muốn cái màu cam cam, các bạn là coi lần đầu tiên video giờ Ờ, đến cái phần này thì ở trên này à, Huê và Sardison xa thì ở đây cũng có luôn đây cũng có Huê luôn Huê Sardison xa luôn Huê thì bây giờ cái vùng Âu đây này mình kéo vào đây là vàng này thấy chưa về là đỏ này rồi ở đây cũng vậy thôi à, thì nó ngược lại cái mình kéo về vàng này đỏ này Đó, nhưng mà cái này nó hơi cam cam hơn độ rực này cũng giống như cái kia thôi nhưng mà mình muốn màu mình chỉnh màu da ở dưới rực bằng dưới này cho nên mình chỉnh như này trước là mình muốn kéo vào da đó cho mình chưa muốn kéo cái 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 vùng cái vùng này ảnh hưởng gì mà kẽ hắn mình chỉ tập trung vào ở cái mình đang nhìn nó vào da thôi cho mình không không có tính đến cái vùng này cái vùng này mình sẽ chỉnh sau cái vùng mà bắt ra xong mình chỉnh sau bây giờ mình sẽ đẩy hắn lên mình muốn cầm cao lên mình đẩy lên đẩy lên tầm đây cầm cao từ từ các bạn coi nha khi mình đẩy cái vùng này lên để nó lọc nó còn về cái màu là cam không là nó không có màu vàng ở trong này sau đó mình để cái vùng rực lên luôn rực lên luôn rất là rực rồi hai mươi hai này thì các bạn coi khi các bạn đẩy ra hai cái này rồi nó rực lên nó đỏ như thế này thì ở đây nó có cái kênh này nãy cho mình muốn pha màu vàng vô đây để cho màu hay ra hai màu cam đây các bạn coi thấy mình đẩy về Đây đó là thấy giờ mình kéo cái này lên 86 còn cái này 31 cộng lại nó ra cái màu cam cam vàng vàng thế này nhưng mà nó rất là đậm. Rất là đậm. Bây giờ mình muốn cho nó nhạt cho nó mình kéo cái này giảm xuống. Rồi, đến cái phần này là mình đã kéo cái bụng da tầm ổn rồi. Thì với cái màu mà mình chia sẻ anh em ra thì với tự tin chụp tự tin xóa phong với mày như này thì màu hay gọi là hơi nghiêng về trắng sáng thì à, mình hay làm là ở cái mã số ở trên này, mã số trên này mình hãy phủ vào một chút màu à, hồng ở à, tím tím. thì à, trước khi mình phủ thì để mình à, chỉnh cái màu da này lên một chút đó. ở đây mình kéo màu đỏ lên môi đỏ về một chút. Đó. các bạn coi, giờ mình bung lên mình coi màu da luôn, trên đây khoảng tầm chín đi. oh, mình, à, mình làm như vậy thì các bạn sẽ không kiểm soát được, mình sẽ dùng xuống lại. rồi mình sẽ kéo lên màu này về vàng chút rồi các bạn coi màu về vàng rồi xong nó cái màu vàng ở đây thì mình muốn kéo ngã về vàng luôn xanh luôn ngã về vàng xanh rồi mình kéo tầm lên 20 cũng được thì mình dự tính là nó lên 20 là mình nó ngã về những cái này nó ngã về da mặt nó ngã về màu vàng nó ngã về vàng xanh luôn Mà màu lá xanh này cây xanh này luôn mình ngã về xanh xanh luôn ha cái này đây rồi còn cái màu uh, aqua này mình muốn những cái màu đây nè à. nó nghiêng về màu xanh xanh như lá cửa luôn để cho nó... cái này ảnh hưởng chút không có nhiều đâu rồi đến nay là mình đã thấy cái màu nó đã ổn là các bạn coi lại có một chút để các bạn nắm rõ đó ra màu này về đã khi mà các bạn chụp chuẩn của tấm hình rồi chỉnh rất là dễ tới đây là đã xong rồi nhưng mà mình muốn làm cho nó hoàn hảo một chút kỳ một chút và đẹp một chút thì mình à, uh, ráng thêm một phút phủ màu vào thôi không có gì cả thì ở đây uh, mình hãy phủ màu mã mà số mình hay làm nhất là 219 mình đã nhớ rồi và mình cho lên 20 nếu bạn thấy tác dụng với nó, nó bị xanh ta mình đúng không khi uh, tất cả tấm hình những phủ lên màu xanh ở đây màu xanh tím ở đây nó sẽ bị tái hình nó lạnh lên thì uh, đối với các bạn muốn lạnh thì để để luôn nên mình nhận nó bớt 10 giống nó lạnh thôi còn đây mình phủ nó 20 thì nó rất là lạnh thì sau đó mình muốn cái da này ấm lên này muốn cái màu da này ấm lên muốn ấm lên tức là mình muốn có một chút đỏ một chút vàng một chút tím xanh trong này thì mình sẽ đẩy nhiệt độ cao lên cho nó ấm hình này rồi các bạn thấy không khi mình đẩy nhiệt độ cao nó ấm hình này ha. giờ màu có, nó có vàng có cam có hồng ở trong này thấy chưa tại vì mình phủ cái màu 20 cái mã số 1219 cho vô màu hồng phủ lên lớp da làm cho cái cái áo trắng đông lên làm cho cái khăn chứ khăn trắng này ở trong lên này, này đấy ở trong lên mọi vực ăn trong cái chỗ các bạn coi chỗ này, này độc đục đục thấy à giờ mình phủ lên trong hết tất cả mọi thứ lên rồi rồi còn lại còn lại ở đây thì các bạn muốn à, bắt đầu chỉnh cái màu này các bạn muốn giảm những màu ở đây cho để cho nó, nó tái bớt đi để cho màu da nó bật lên thì các bạn à, xuống như là các bạn chỉnh thế đây mình sẽ kéo hai màu thôi ở đây mình sẽ kéo màu vàng và màu xanh này giảm mà màu luôn là giảm ba màu mình sẽ kéo nó ở đây mình vàng mình trừ là 45 mươi lăm đi màu xanh là giảm trừ 45 luôn đi rồi màu blue này mình sẽ cầm à, cái màu blue màu cái màu cửa đây này thì mình không biết là nó sẽ hiểu cái màu blue hay là màu qua để chính chính xác và nhanh hơn các bạn kích vào cái nút này, này. kéo vào đây các bạn cầm chuột để vào cái màu để cái màu mà mình muốn giảm tái thì mình cầm lên này mình kéo xuống đè vô đè vô cái kéo xuống như này nó nhảy vừa bắt mà thì mình dừng lại thôi bây giờ mình làm ha kéo này đây, các bạn thấy không tải này nha đó chúng ta xuống thì nó giảm vừa mắt mình thì mình dừng lại thôi tại vì mình muốn cái màu da này, này kết hợp màu xanh này và màu xanh này luôn nó đều liên quan với nhau hết chân luôn và mà màu gỗ này luôn đi liên quan cho nên mình kéo tới đây mình vừa rồi đó mình thì nó xuống 27 này mặc kệ đó đó mình thấy vừa rồi mình dừng lại rồi đến lượt cái uh, bức ảnh này mình muốn các bạn muốn trong một chút thì ở trong cái phần cover này, này nó có mặc định là lấy là đúng làm sẵn cho mình hai cái uh, đặt là medium contrast và sẽ trong con đá thì cái loại này là trung bình nó làm có trong nhẹ thôi đây trong nhẹ và còn cái loại này thứ hai là trong mạnh đây đó, thì ở đây mình chỉ cần trong nhẹ là đủ rồi rồi đủ rồi cho mình không cần phải trong gắt còn các bạn nào muốn ảnh gắt như vậy thì các bạn chọn cái này à, thì chọn này thì lúc chọn này thì màu đen nó sẽ uh, rất là gắt tại vì ảnh với thể loại ảnh mà xóa tin mình đã chỉnh mình nó muốn chỉnh như vậy thật thì mình đâu cần gắt trong như vậy đó mà mình làm trong nhẹ, dạng nhẹ, nhẹ nhàng thôi cho nên mình sẽ chọn là minimum này rồi nhẹ nhàng sau đó các bạn coi khi mà chỉnh minimum cũng đã cũng đã một phần là trong các cái này thì bây giờ mình sẽ giảm contrast cho nó nhẹ nhàng cái bức ảnh lại mình giảm nó xuống mà vừa mắt mình, mình nhìn đây mình giảm xuống tầm rồi mình giảm xuống tầm 14 là mình thấy ok rồi các bạn coi cái màu đi đó thì cách này các bạn sẽ dễ dàng chỉnh hơn mình nghĩ là các bạn sẽ dễ nắm bắt hơn và hiểu từ từ từng cái khúc lệnh à, từng cái bước chỉnh của nó xong đó rồi sau này các bạn sẽ đi vào những cái lệnh khác cho bạn hiểu hơn và bên màu nó thì sẽ khác hơn rồi đến cái phần da mừng mà, màu sắc mình đã xong hết cho nó à phần màu sắc đã xong thì giờ mình làm da thì khi các bạn làm da là các bạn phải giống bức ảnh bự lên bự lên để cho mình nhìn cái giá rõ hơn rồi mình sẽ nhung lên thì ở đây ở đây nó có phần lệnh làm da các bạn có thể kéo này xuống một chút cho nó mờ ảnh đi rồi các bạn tăng sắp bình lên khi mình kéo ở cái kia nó mờ ảnh thì cái giống như là nó mờ đi nó giật nó giảm bớt cái phần tương phản giống ta các bạn coi cái này con trát này thấy chưa nó giảm tương phản này thấy chưa đó ra ảnh là nếu mà nó nhẹ nhàng mình giảm này thấy chưa rồi chẳng này mình thấy giảm đẹp hơn là mình giảm xíu nó được rồi cho nhẹ nhàng hơn ok nó vẫn trong cái ảnh kia rồi ở đây xuống dưới khi mà mình giảm như vậy rồi thì cái phần da nó bị mờ mờ cho nên mình sẽ đẩy cái phần sấp bên này lên cho nét cái căng lên thì với những ảnh này các bạn đăng lên Facebook là nó nét căng này các bạn hay hỏi mình là à, tại sao ảnh chụp nét mà nó không căng thì rõ ràng các bạn chụp nét như vậy thì mình nghĩ là nó căng hết á, không có thể nào mà lên mà Facebook nó bị giảm hết á. Đây, còn cái phần no thì à, mình muốn khử thì mình để khoảng tầm 10 thôi, giảm dạ, bớt ra mình làm da một chút là nó đẹp thôi. Rồi, đây là mình mình nghĩ bức ảnh đã hoàn thiện rồi, rồi nó treo máy luôn thì bên em bên em mà thích cái màu này anh em tải về để nghiên cứu coi luôn coi cho nó rõ ràng hơn rồi anh em coi tiếp video để hiểu những cái phần này và mình khuyên anh em nên nên tập chỉnh tập chỉnh để biết cảm giác và anh này mình cũng share bờ đê set cho anh em luôn để anh em chỉnh không ra thì tạm thời dùng nhưng mà vừa dùng vừa nghiên cứu à, cái video của của mình để hiểu từng thanh công cụ của nó là tác động vô như thế nào để anh em mới lên để được được tay nghe mình được chứ đừng có xài bờ sẽ không bỏ vô thì những bức ảnh thế này thì các bạn từ bức tấm này rồi các bạn có thể chỉnh qua tấm khác thì các bạn cầm copy hẳn thôi copy copy cái hình này copy bài qua đó thì rõ ràng các bạn chỉnh đã đúng một bức rồi thì copy báo qua rất là lẹ nó nhanh nhẹ nhàng hơn thôi không có gì khó hết giờ vào trong này thì mình đã nói trước video rồi các bạn chụp ảnh tốt một chút thì các bạn chỉnh nó nhanh ảnh à, đây mình chụp trong nhà à, trong nhà thì nó mình chụp có hai loại ánh sáng hoặc các bạn muốn sáng sủa như thế này thì các bạn chụp còn các bạn muốn ảnh mà sáng tối như thế này thì các bạn chụp ở đây sáng tối như bước này mình coi đây mình có mắt vô mình coi thử luôn đây cái ảnh sáng tối thì các bạn chụp trong nhà thì các bạn đứng cái hướng khác là ăn ra thôi anh à, này thì nó tới chút thì mình đẩy vòng này lên lại chút lên đỡ này cái vùng tóc các bạn mình nói là vùng mà mình muốn tối vùng này thì mình kéo vùng shadow hôm nay mình uh, chụp sáng tối trong phòng trong nhà thì mình muốn sáng lên lại rõ ràng nó phải tối vùng này thì mình kéo lên một chút mình đẩy cái đánh giảm xuống nó đi muốn sáng chúng ta đẩy lên rồi cái này nó ok thì nó các bạn đã hiểu hết chưa nào đến đây mình nghĩ là các bạn yêu thích video của mình thì uh, các bạn share và like à, hoặc là comment ở dưới video của mình và mình cũng có một chút à, gợi ý nhỏ với anh em luôn thì anh em cũng đã theo dõi cái video của mình nhiều rồi thì à, cũng có hỏi một số anh em hỏi mà mình trả lời bằng cái à, tin nhắn hay là mình trả lời bằng viết lên trên đó thì mình nghĩ anh em mình sợ anh em không hiểu cho nên mình sẽ gom là anh em cứ bình luận ở dưới video và mình thấy câu hỏi nhiều trùng nhiều thì mình sẽ làm một cái video trả lời cho anh em sau một tuần để cho anh em nắm vỏ rõ được cái câu hỏi đó cái dễ dàng hơn tại vì mình nói mà viết ra thì anh em không không anh nhúng được ở trong này nó có rất là nhiều từ mà mình có thể không nhớ được hết nó cho nên anh em hỏi đôi khi cũng không phải hỏi trong cái bài nó hỏi ngoài bài thì cho nên mình nghĩ là mình sẽ trả lời một cái video mình làm một cái video mình phân tích à, cái đó cái kia thì mình làm bằng bây giờ các bạn thấy cái hình minh họa đó, nó sẽ dễ hiểu không cho nên mình khuyên anh em cứ để lại bình luận hoặc là để lại cái câu hỏi trong youtube của mình cái youtube mình và mình sẽ lọc lại một tuần mình thấy những cái họ mà trùng khớp nhau thì mình sẽ làm video cho anh em đến đây mình xin chào tạm biệt anh em hẹn anh em lại một video khác gần tới đây à.